Kính thưa quý vị, chủ nhân cửa tiệm thương mại sang trọng hoàn toàn chối bỏ sự đối đãi miệt thị đến Oprah Winfrey, tin từ Zurich, Thụy Sĩ. Chủ nhân cửa hàng buôn bán đồ trang sức mắc tiền Trois Pommes vừa lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các nguồn tin đối đãi khách hàng trong trạng thái kỳ thị từ nữ hoàng sân khấu Oprah Winfrey. Sự việc xảy ra, nhân viên bán hàng đã từ chối không ra bán một túi xách làm bằng da cá sấu cho Oprah Winfrey và buông một câu trở thành nổi tiếng với thái độ kỳ thị, quá mắc, too expensive. Nữ hoàng sân khấu Winfrey xuất hiện trên các chương trình talk show và chỉ trích rất nặng nề sự miệt thị màu da, từ chối giao hàng đến người da màu. Chủ nhân tiệm Trois Pommes, bà Trudy Goetz, dành một cuộc phỏng vấn riêng tư đến giới truyền thông địa phương và nói rằng đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn từ Oprah Winfrey. Tất cả nhân viên bán hàng tại Trois Pommes đều không bày tỏ bất cứ một cử chỉ miệt thị hoặc kỳ thị nào đến bất cứ một khách hàng nào và dĩ nhiên không có sự đối xử khác biệt về màu da. Lời qua tiếng lại trong thời gian vừa qua giữa cửa hàng Trois Pommes và nữ hoàng sân khấu Hoa Kỳ Oprah Winfrey buộc ban giám đốc điều hành các chương trình du lịch quốc gia Thụy Sĩ, ông Christian Todman, nhận định rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn đáng tiếc qua việc sử dụng ngôn từ và chắc chắn tất cả các cửa hàng buôn bán tại quốc gia Thụy Sĩ, từ bình dân cho đến sang trọng, đều có cung cách tiếp khách hàng với cung cách lịch sự và nhã nhặn. Dù vậy, sự việc xảy ra đến Oprah Winfrey chỉ là một tai nạn khi giao tiếp và không có sự kỳ thị hoặc miệt thị nào. Trung tâm thương mại Zurich nổi tiếng với sự cởi mở và hiếu khách.